Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống Vui. Qua mỗi chương trình, chúng tôi hy vọng có thể mang tới cho quý khán giả những thông tin tư vấn hữu ích, giúp cho quý vị và gia đình có một cuộc sống vui khỏe và hạnh phúc. Thưa quý vị, giữa mùa hè nắng nóng này, việc chúng ta ra mồ hôi khi vận động mạnh là cách cơ thể tự điều hòa thân nhiệt của tuyến mồ hôi ngoại tiết. Đây là hiện tượng hết sức bình thường. Tuy nhiên, ở một số vùng tuyến mồ hôi nội tiết hoạt động mạnh gây ra mồ hôi quá nhiều, đặc biệt là vùng nách. Đối với bất kỳ ai thì bất kỳ độ tuổi nào, vùng nách ra ít hay nhiều mồ hôi đều sẽ gặp rất nhiều phiền toái như cảm giác nhơn dính, nhấp nháp vùng nách, vệt mồ hôi ố vàng nơi nách áo và đặc biệt là mùi hôi vùng nách khiến chúng ta cực kỳ mất tự tin trong giao tiếp. Vậy đâu là bí quyết trị mồ hôi nách mùa nắng nóng hiệu quả? Ngày hôm nay, Bảo Linh xin mời các bạn cùng tìm hiểu về chủ đề này với sự đồng hành của chuyên gia bác sĩ Nguyễn Thành, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Da liễu Trung ương. Cảm ơn bác sĩ đã có mặt tại chương trình Sống Vui ngày hôm nay ạ. Chào MC, chào toàn thể các bạn. Mùi hôi cơ thể ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động thường ngày, gây không ít phiền toái cho người mắc phải. Vì thế mùa hè và mùi cơ thể đã trở thành khắc tinh của nhau. Mùi hôi vùng nách không phải là loại bệnh lý gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, nhưng nó lại là cản trở lớn trong giao tiếp và sinh hoạt. Bệnh hình thành do sự phát triển quá mức của các tuyến mồ hôi lớn ở vùng da dưới cánh tay. Tại đây, một chất axit béo ở dạng dịch thể được tiết ra khi gặp vi khuẩn trên da sẽ biến thành một loại axit béo không hòa tan, có mùi khó chịu. Vào mùa hè, nhiệt độ cao cùng không khí oi ả sẽ khiến cho các dịch thể này tiết ra nhiều hơn, dẫn đến mùi hôi cơ thể càng nặng nề. Và để tìm kiếm một phương pháp trị dứt điểm hôi nách luôn là nỗi bận tâm thường trực. Vâng ạ, thưa bác sĩ, trong đoạn clip ngắn vừa xem thì có phải là trong thời tiết nắng nóng thì hầu như mọi người đều gặp phải tình trạng ra mồ hôi vùng nách và kể cả những người không gặp tình trạng tăng tiết mồ hôi không ạ? Cái này thì chúng ta phải biết như thế này này, mùa nắng nóng này thì cơ chế của con người nó khác với động vật ở chỗ là nó tự điều tiết được thân nhiệt. Và muốn điều tiết được thân nhiệt thì nó phải ra mồ hôi. Do ra mồ hôi là một cái phản xạ rất tự nhiên đối với môi trường nắng nóng. Tuy vậy, khi ra mồ hôi nhiều thì tất cả những cái vùng có tuyến mồ hôi đều tăng tiết, trong đó có vùng nách. Và chính cái vùng nách đấy làm cho chúng ta thấy nó có những cái mùi khác nhau và đặc biệt nó nặng mùi lên. Vì sao nó lại thế? Bởi vì các bạn biết là tuyến mồ hôi có hai loại. Tuyến thứ nhất là tuyến điều hòa thân nhiệt, là tất cả chúng ta có khoảng độ khoảng 4 triệu tuyến mồ hôi. Thì độ khoảng 3 triệu tuyến mồ hôi khi thân nhiệt bị nóng thì nó tự toát mồ hôi và tự điều khiển thân nhiệt. Còn cái tuyến thứ hai là tuyến mồ hôi ở cái vị trí đặc biệt như vùng nách, vùng sinh dục, trán và một số chỗ khác, thì nó là cái tuyến nó chỉ hoạt động mạnh ở tuổi dậy thì. Và chính ở tuổi dậy thì đấy, và đặc biệt cái những cái tuyến này nó mới gây ra cái mùi đặc biệt của từng cơ thể một. Bởi vì sao? Nó do có hai yếu tố, một là yếu tố tiết chất bã và cái thứ hai là cái vi khuẩn tại vùng đó nó phân hủy chất bã, đặc biệt là các axit béo chưa no tạo thành những cái mùi đặc biệt đó. Vâng ạ, vậy thì da mồ hôi vùng nách thì có những cái hình thái như thế nào và nó ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như là tâm lý của người mắc phải? Đã nói là hôi nách thì tuổi nào cũng có. Nhưng mà tôi nhấn mạnh là nhưng gì, trẻ con thì thấy rất thấy ít mùi. Còn cái dậy thì cái lúc đó một số cái nội tiết nó tác động vào và một số những cái bệnh nó tác động vào làm cho cái phân giải cái axit béo tạo thành cái mùi đó. Do đó nó nặng ở tuổi dậy thì. Và cái mồ hôi mà nó nặng lên ấy thì nó sẽ gây ra rất nhiều cái phiền toái. Thực ra nó không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng làm cho người có mồ hôi đó tự ti đi và làm cho những cái yếu tố tâm lý nó tăng lên. Ví dụ như là khi mà dơ vùng nách lên thì bạn sẽ thấy cái mùi nó rất đặc biệt. Cái thứ hai là cái áo ở vùng đó nó sẽ ố vàng và những cái màu thâm của vùng nách. Vâng ạ, hiện nay thưa bác sĩ, có rất nhiều người điều trị chứng da mồ hôi vùng nách bằng các phương pháp truyền miệng dân gian như là dùng chanh, dùng gừng và thậm chí dùng cả những cái thuốc trị ngăn tuyến mồ hôi không rõ nguồn gốc và xuất xứ. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là có bí quyết nào để trị da mồ hôi vùng nách một cách hiệu quả và đúng cách không ạ? Để tránh cái mùi hôi nách này thì có rất nhiều phương pháp, như chúng ta đã biết các phương pháp dân gian như dùng chanh, dùng nghệ, dùng gừng để giải quyết cái đó. Nhưng mà cái đó thì thường là phương pháp đó thì nó tốn rất nhiều thời gian, bởi vì cái mùi đó thì sau một thời gian cái thì mồ hôi tiết ra cái nó lại át hết cả và nó lại trở về cái mùi hôi nách nguyên thủy của nó. Cái thứ hai là chúng ta thấy là để mà ngăn ngừa cái đó thì chúng ta biện pháp đơn giản nhất của mỗi cá thể thì
thì chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ. Cái thứ hai là mặc thì nên mặc đồ dễ thấm mồ hôi. Cái thứ ba nữa là các bạn phải uống đủ nước để cho cái loãng cái mồ hôi, mùi hôi đi. Và cái thứ tư nữa là các bạn phải sử dụng những sản phẩm mà làm sao đơn giản, dễ sử dụng và không có phản ứng phụ và có tác dụng kéo dài. Đó là những cái sản phẩm nan lách. Các sản phẩm nan lách này thì các bạn đã biết nó có hai loại sản phẩm nan lách. Sản phẩm nan lách cổ điển thì người ta đã biết là gì, là dùng cái hương liệu để át cái mùi hôi nách. Do đó mà cái này nó sẽ, khi mà cái hương liệu đó, đặc biệt có một số hãng mỹ phẩm cho nước hoa các thứ vào, do đó làm cho cái mùi nó lại càng nặng thêm. Do đó khi các bạn không dùng, mùi sẽ nặng thêm. Cái thứ hai nữa là người ta sẽ cho hóa chất vào. Và chính cho hóa chất vào đấy thì nó làm cho cái vùng nách nó sẽ bị thâm đi. Và nó sẽ có những cái phản ứng kích ứng. Do đó mà chúng tôi khuyên là khi sử dụng cái sản phẩm nan lách, lên sử dụng những cái sản phẩm mới mà làm sao nó đạt được hai hiệu quả. Thứ nhất là ngăn tiết mồ hôi và khử được mùi của hôi nách thì chúng ta mới bảo đảm được. Và cái nữa là chúng ta phải sử dụng những cái sản phẩm làm sao thời gian tác dụng nó kéo dài và không gây phản ứng phụ cho da, tức là không gây ngứa, không gây đỏ da. Và cái nữa là phải được kiểm chứng bởi các chuyên gia da liễu, của không những của Việt Nam mà của thế giới, và phải được cấp phép của Bộ Y tế Việt Nam cho phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chứng da mồ hôi vùng nách hay tình trạng vùng nách có mùi trong mùa hè nóng nực sẽ không còn là nỗi ám ảnh nữa nếu như chúng ta áp dụng những cách điều trị tích cực và đúng đắn ngay từ đầu. Phương pháp đang được tin dùng nhiều nhất chính là sử dụng sản phẩm lan lách không mùi, có thành phần tự nhiên, có tác dụng kép, vừa ngăn vết mồ hôi, vừa khử được mùi hôi, đã được kiểm chứng lâm sàng, mang lại hiệu quả cao, kéo dài, an toàn và tiện lợi. Thời lượng của chương trình đến đây là hết. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chia sẻ về chủ đề này vào giờ này ngày mai trên kênh VTV2 cùng với chuyên gia của chương trình. Nếu có ý kiến đóng góp cũng như cần thông tin tư vấn của chuyên gia, quý khán giả hãy gọi điện thoại tới tổng đài 1900-1259 vào giờ hành chính, hoặc số điện thoại 024-39-959-969, hoặc gửi câu hỏi về hòm thư sốngkhoe@bacsitưvan.vn để được các chuyên gia tư vấn về bệnh trị mồ hôi vùng nách mùa nắng nóng. Chi tiết xin liên hệ tại website bacsitưvan.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Mời các bạn đón xem chương trình Sống Vui trên kênh VTV2 với chủ đề Bí quyết trị chứng da mồ hôi nách mùa nắng nóng phần 2.